coi như là tới giờ ăn này đang đi về đó. Trời ơi, một tô bò kho quá hấp dẫn. Ổn định luôn. Ở đây là sướng quá trời. Ăn hủ tiếu hả? Chúng ta ăn với bánh mì hả? Ăn một tiếng bò kho. Đó, ăn gì đây rồi tối về là ăn cơm. Có chú Khôi nấu cơm cho ăn. Rồi có ăn cơm nữa. Chú Khôi nó cũng tốt quá trời luôn. Dạ, chú Khôi đó. Chú bò kho. Chắc mình quên đấy chả. Hủ tiếu bò kho cũng ngon ha. Cũng ngon, hấp dẫn. Nói làm ở đây á, nó ăn uống thoải mái. Thì chú Khôi nói như là đó, nhớ là Hằng có dắt lại mấy người đây lại làm ở sau nhà cho chú Khôi không, đúng không? Có, có. Cái kia, dạ, dạ, dọn, có. Dọn vườn, dọn vườn. Muốn kẹp rồi. Ok. Cô chú muốn đi hả? À, cô chú đi riêng xe hay là đi chung? Đi chung xe. Đi chung xe. Dạ. Không có đi, tại vì cô nếu mà đi dùng dịch cô hỏi về muốn mua gì mua. Ở đây là tụi em sáng giờ bỏ mãi luôn rồi anh chị. Ờ vậy hả? Kẹp nhỏ xíu à. Ờ coi như muốn kẹp cô phải tóc xíu kẹp lên vậy. Thì có bụng của chị ăn còn không có bụng á. Tại vì để sụi xuống khó chịu, mới kẹp lên thì đẹp gái hơn. Tủ này tốt ha. Cài cái tóc lên cũng được. Dạ. Không phải luôn, nhưng mà điển hình như là thì bánh mì gọi là đi sang quýt đó chị. Mình trẻ chung á. Anh chị làm. Mình trẻ chung. Nó cho chị ăn, nhưng mà chị phải trả nửa giá. Chứ vô nó hỏi bánh mì nó 6 đồng, chị trả 2 đồng, 3 đồng. Dạ dạ đúng rồi, ở đó nhà chúng tôi nấu cơm. Nhưng mà một phần này đầu mấy đồng. Giờ là mấy cái công việc của Hằng. Dạ. Ăn đi cưng, ăn đi. Ăn hết trơn không? Ăn hết trơn không? Hết luôn hả? Hết luôn hả? Dạ, bò kho. À, bò kho này nấu ngon. Tự múc luôn hả? Hay là... Dạ. Là... Tự làm. Muốn ăn nhiều, múc nhiều. Vậy là cái số 1934 là của Hằng đó, dạ, không? Dạ, dạ, của Hằng. Cảm ơn. Dạ. Nhưng mà khi gọi Hằng, Hằng đang làm việc, không vắng tay, Hằng không có bắt, chỉ nhắn tin lên. Cái dạ, tối tin, là, tối Hằng về, Hằng coi, cái Hằng gọi lại, trả lời lại. Hằng. Em nhớ nha, khi nào Hằng ra ly thì em đừng có cầm lên. Vậy hả? Ủa cô cầm lên chú là coi mấy cô khác hả? Coi Hằng ra ly không sao cơ. Chú nói chú già. Chú Phong Độ kìa, chú Phong Độ đáng khoai cô chết sợ. Trên Phong Độ nữa chứ phải. Đúng rồi, nhìn chú Phong Độ quá trời luôn. Bởi trên Phong Độ. Ủa vậy luôn hả cô? Không sao, coi Hằng Cali không sao rồi. Coi với cô khác. Không phải đâu hả? Ơi, cô biết. Vô chồng luôn. Yeah, đấy, chú Phong Độ hèn chi. Ở đây là tụi em đây lo xa. Ví dụ như sáng nó vui. Lo xa vậy đâu. Cái này nói vui thôi mà. Đó giống nãy giờ nè, em nói á, là anh Michael á cũng có nhiều cô mà ngưỡng mộ mà hỏi Hằng á. Hằng nói anh Michael có cái chị quản lý một cái bên rồi. Cái người đó là chắc chắc bét cái địch với dạng trước ở đây rồi, good cái địch tao không cần. Muốn coi là coi á. Nói thì nói có người quản lý rồi cái bên rồi nghe. Thôi chồng đi vui thôi, đi vui mấy chị thấy cũng biết mà, yeah. Bữa là biết hai vợ chồng của anh chị cái video hồi bữa trước mà. Yeah. Còn cô với chú thì chú là chú quá phong độ luôn đó, bởi vậy. Dạ, rồi còn một cái gì nữa đâu mà không. Không, chú nhiều khi. Nhưng mà có credit hay không, bởi vậy mới không. Bad credit. Nói gì thế giới biết anh nghe. Em vậy là lên hát lên. Cái đó là gì nói với mày còn không có nói nha. Vậy là bé phải là tha cho con. Yeah. Không bé chứ không phải là bé. I didn't say bé. Dạ. Đầu nó bên chân á. Có nhiều cái sweat này. Dạ. 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 Vui. Dạ. Mà cô chú nhìn đẹp ha. Nhìn đẹp. Dạ. Cảm ơn Hằng. Dạ. Cái đó là nói thiệt. Đẹp đôi, đẹp đôi. Đẹp đôi á. Ừ. Dạ. Hết màu tiếng mình em là lẻ loi. Cái gì? Cứ từ từ. Cái gì? Cường ha. Mình em lẻ loi. Cường. Bởi vì cái mình em lẻ loi rồi. Ý cưỡng á, ai cũng có đôi, có cặp. Thỏ của mình cường lẻ loi hả? Lẻ loi. Đã phải thuộc rồi. Cường nói là tại sao á, ai đăng lên người, mấy cô cũng gọi quá mà Cường nói chắc người ta biết em bệnh hoạn. Có cô nào gọi. Nói không có cô nào gọi, nói chắc người ta biết em bệnh hoạn. Nếu mà có cô nào gọi thì Cường nghĩ sao? À hả? Thôi, không biết luôn. Có tiếng quý vậy? Thôi,
đó, đó bởi vậy em sao ta gọi, sao ta gọi hôi hôi vậy sao ta gọi ta mới gọi vô cái hôi cô nó chuyện đâu rồi sao ta gọi không phải đâu tại vì Cường á người ta vẫn biết là hiện tại đang có vợ bên Việt Nam. Ồ, cô có vợ rồi hả? Còn cô vợ bên Việt Nam với đứa con 7 tuổi. Wow. 8 tuổi chứ nếu thật sự người ta biết không có cô vợ bên Việt Nam thì đúng rồi cái nào vô thì đâu có lẻ loi một đúng rồi Cường đẹp trai và trẻ chung cũng cố gắng vươn lên thì nhiều nhiều thiếu nhiều người dạ, rước vợ con quá. Đi đi vô quốc tịch đi rồi rước vợ con quá. Quốc tịch à, quốc tịch Mỹ à. Wow, cô vậy giỏi gì vậy ta? Không phải cô, tại vì Hằng kêu rước qua, biết Cường nói sao đây. Lời của Cường nói sao, Hằng đồ lại vậy. Các bạn quý vị nghe đừng có cười nha. Cường nói em là trên răng dưới giấy thì cái này là lời của Cường nói nha, đáng sai. Chị Hằng chỉ đồ lại cho mọi người nghe thôi nha, chứ không phải là chị Hằng nói nha. Bởi vậy Cường phải cố gắng lên ha, sắm sắm không bây giờ đi làm thì có thay thế vài năm sau là rước được rồi. Đúng rồi, đủ đủ dạ, dạ đủ cái lịch rước cũng được rồi. Thôi vậy là chị còn muốn gì nữa đâu, không có không có à, nói chung cái gì cũng là chơi vui nhưng mà cho tiếp bước thêm bước nữa anh nó biết con sao con sao chứ con bị bệnh con đâu có cô thấy con rất là thích đâu có bị bệnh gì con bị bệnh bị mổ nào gì đâu. Cái này mổ mà cái kia thì không có mổ. Cái kia là cái nào? Cái kia mổ là hết làm việc được. Cái kia mổ là hết làm việc được. Rồi, cái gì nói chung là duyên số là do trời định là thưa cô à. Đúng rồi. Mà mình thích người ta mà người ta không thích mình cũng như không à. Nói thôi, cái gì cũng phải đợi cho duyên số nói đến là nó đến thôi. Không trời cũng kêu mình thương ai thì mình thương người đó. Chứ bây giờ không có dám mà nói chung là không có dám đòi hỏi cao sang những gì đâu. Không gian. Nói gì không gian. Thì Cường nó đi về với tôi đi rồi mỗi ngày ăn hủ tiếu bò kho free. Rồi. Ở trong đây thì là cũng có nhiều đứa tôi đi ăn đẹp lắm rồi tôi còn đẹp gái mà có thích con không? Thôi mà con có cửa. Hỏi có thích con không? Thì ổng nói đẹp lắm nhưng mà tại vì không, không có cửa, ổng không dám. Tại vì người ta coi con thì là người ta thấy con ở trên của chị Cà Mau đây nên nó là người ta biết nhưng mà thôi con không dám đòi đâu. Coi như cho dù ổng có thích đi nhưng mà ổng cũng không có make sure là người ta có thích ổng không cho nên là cũng không dám đòi hỏi chứ thấy đẹp thì thích lắm. Có khi nào xấu là vợ của gì của mình vẫn đẹp vợ người ta không phải khi nào mà Cường thấy cái cô đó mà Cường thích Cường có lời hỏi thăm rồi có số điện thoại thôi tại vì đó là nếu như mà mình hỏi số điện thoại của ta thì mất công người ta lại làm giá lên nữa người ta lại là làm hẹ thôi thường thường là con gái thì là nó cao thôi con thấp thì giới không tới nếu muốn giới tới thì mất công phải bắt cái cầu thang bắt thang tự như ổng biết thân phận của ổng ghê rồi cho dù ổng thấy đẹp ổng thích đi nhưng mà thân phận ổng giới không tới giới nói chung là giới không tới là thưa cô chú ạ còn ổng có dám giới nhưng nói thật sự luôn không dám giới tại vì bây giờ mình thích người ta mà ta không thích mình còn đó là nói chung là thật sự ra con bị về thần kinh là thật sự là có thì con bị mổ ở cái đầu vậy một cái cánh tay thì là mới đây nè nếu như mà nhìn kỹ thì anh thấy có một cái cọng dây nè nè nhưng mà bây giờ nếu rút cái cọng dây này ra là tay này sẽ bị liệt đó tự nhiên là bị vậy suốt đời luôn nè có cọng dây nè đâu có xạo đâu nè cái đó con gái nó có chê nó có xạo đâu thôi cái kia mà có cọng dây mới sợ thôi cái đó con gái nó mới chê không sao nói chung là mình cũng đâu có biết được đâu thưa anh nói chung là duyên số là do trời định nhưng mà bây giờ là mình thích người ta làm cái không bây giờ Cường khác rồi Cường đừng có tự ti quá dạ đừng tự ti phải tự tin chứ phải tự tin nhiều khi rồi. Người ta có tình cảm ta đâu có nếu mà tình yêu thật sự đến á thì người ta không có nghĩ tới giàu nghèo hay là bị bệnh hoạn bệnh hoạn thưa anh á thật sự ra là thường thường á là con gái quen một người con trai không cần biết người đó ở đâu ở Mỹ ở Việt Nam là bất cứ ở nước nào quốc gia nào thì thường thường hỏi là cái hai chữ là đầu tiên trước đó. Thì cái đó cái là cái đó là cái chữ thứ nhất cái đó là cái thứ hai nữa là phương tiện xe cộ nhà cửa cái đó là có sự thật còn em thì không có gì hết em thì biết là dạ thì bây giờ phải cố gắng tạo bắt đầu tạo nha nhưng mà tại vì là em đâu có lái xe được chưa cho nên em toàn đi xe buýt sao không được không từ đó đến giờ thì bây giờ mình tạo cái đầu á
Tại vì lúc mà em mổ cái đầu á là máu ở trong hai lỗ tai nó xịt ra rồi. Rồi cái đầu xung quanh thì phải cạo cái đầu chặt. Mà nói ra thì không có ai tin nhưng mà là đó là sự sự thật. Tại vì khi mà bị mổ vậy rồi đó là phải uống thuốc. Uống thuốc rồi đó là phải uống thuốc để cho máu trong cái lỗ tai nó phải cầm lại. Thì đó là từ ngày uống thuốc giờ là bị luôn. Sáng giờ uống thuốc chưa? Có rồi. Bông đó là đi mua hộp sòn thiệt đeo đó. Nói gì nó kêu là cường hộp sòn á. Đeo hai cái chiếc bông bên lỗ tai á. Dạ. Dạ quá trời. Dạ. Bởi vậy mới kêu cường hộp sòn, cường ba cái. Quá sát giàu luôn. Dám đâu có nhiều người ta còn thương con cũng thương cô chú à. Con ta thương con là ta đâu phải thương hộp xoàn, ta thương con là thương cái tánh tình của con, thương cái sự mà thành thật của con, chứ đâu phải ta thương cái đó. Bây giờ có được việc làm mà là cũng mừng rồi cô con, mà phải cố gắng thì đó là lấy lại những gì mà gọi là mình đã mất. Đúng. Tại vì nếu như mà ba với mẹ của cháu mà không có mất á là cháu sẽ không có ra cái nông nổi này. Nhưng mà tại vì cái clip lần đầu tiên mà chị Hạnh chỉ quay con là con nó nói là con đứa sợ mất cả chị hiện tại như là mất hết luôn. Chính vì mất đó thì là con ở bên Việt Nam là con phải đi làm mướn. Đi làm mướn mà trong vòng một năm trời thì mới là gom góp tiền thì mới đủ mua một cái vé đi qua bên này là 800 đô. Nhưng mà khi mà con ra con mua cái vé đó thì đó là người ta nói là chỉ có 700 thôi. Thì khi mà con trở về đây là trong túi là còn đúng 100, nhưng mà mình phải trả tiền taxi là hết 60, mình ra còn 40 đồng. Thì đó là trên ta là sách hai cái cặp táp rồi đi tới đi luôn vậy. Gọi là mọi thứ là tự là bươn chải gắn lên. Nhưng mà là con đó là không có một cái gọi là không có một cái tệ nạn xã hội gì đó, như là giấy tờ là còn đầy đủ, nhưng mà bây giờ giấy tờ là cất ở trong cái ngân hàng á. Thì đó là lúc hồi mà con xem lại cái giấy bắt bo mượn giúp con á là nó hết hạn sử dụng, hết hạn rồi. Thì đó là bắt buộc là mình phải đi gia hạn thêm 10 năm nữa. Thì đó là không có tiền, đó là sự thật luôn, không có tiền thì trong túi đất chỉ còn được có 40 thôi. 40 đồng thì làm sao mà mình đi gia hạn được. Vậy con hai cái bắt bo, một cái bắt bo Mỹ, một cái bắt bo Việt Nam. Rồi đó là phải đi lụm lon rồi kiếm sống vậy, nhưng mà không có mà đứng ra xè tay ra xin tiền ai á, không. Tự cố gắng vươn lên. Chính vì đó mình nên cái lúc mà con là người vô cư đầu tiên á, mà con xin người ta tiền, người ta không cho, đó là sự thật luôn. Xin có mấy đồng mua nước lạnh uống rồi đó mà ta không cho. Nhưng mà còn những người mà hút này á thì xin cái 20 to lần, đó là sự thật. Tại vì đó là con biết đó là những người, nhiều người làm YouTuber lắm, cũng có người cho và cũng có người không cho. Nhưng mà lần đầu tiên là con gặp chị Cà Mau đây là chỉ cho 50 đồng, là cách đây khoảng là 8 tháng gì trước, đó là sự thật, 50 đô. Nhưng mà khi mà con đi lượm lon rồi đó là con phải để dành tiền đó. Tại vì đi lượm lon thì cô cũng biết là buổi nhiều buổi ít, đâu phải ngày nào mình cũng có lon nhiều đâu. Nhưng mà đã việc mình nuôi đứa con ở Bình Nam là được 8 tuổi, đi làm lượm. Thì lúc đó mà con trở lại đây á là thằng con nó mới có 1 tuổi thôi, đi lượm lon rồi đó là phải để dành tiền. Một tháng rồi nó chỉ có 100 đô. Nhưng mà 100 đô á thì làm sao mà đủ, con hỏi cô, 100 đô làm sao mà đủ. Thì lúc nào tiền đi học mẫu giáo nữa, mỗi tháng là mình phải đóng tiền. Ở Việt Nam mình đi học là mình phải đóng tiền, chứ mình không đóng tiền thì đâu có được. Đang kể tiểu sử. Không, đó là sự thật, con cái đầu con bị bệnh chứ, nhưng mà con rất là nhớ. Bây giờ vậy thì đâu có bọn con bệnh hoạn gì đâu, dạ. Em bệnh đâu, anh bây giờ em rõ. Em biết lý do làm sao mà em nói hồi xưa em chưa gặp chị mà em xin mấy đồng người ta không cho, mà mấy người kia xin 20 cho không, chị sẽ giải thích cho đó. Hút, vậy người ta hút. Không phải, người ta, tại vì mấy người mà đi xin một lần 20 ta cho mấy người đó rất là giống như gánh dưới. Mà khi cái người bình thường giống như mình đang đi, không có hiểu gì mấy người đó, dạ. Thì lúc nào cũng thấy mấy người gánh dưới rất là tội nghiệp, đang nói đang đói khổ. Đương nhiên người ta móc 20 của người ta cho. Còn khi Cường, lúc đó Cường rất là sạch sẽ, nhìn trẻ nữa, mà trẻ. Trẻ, nhìn không có biết là vô gia cư. Cho nên xin mấy đồng người ta cũng không tin, cho nên đắt qua người ta không cho. Chỉ sợ, tại vì nhiều khi người ta sợ giúp mà không phải là... Không, tại vì cái lời của em nói là sáng nay là em đã là có uống thuốc rồi. Uống thuốc cho nên nó mới ghiền. Dạ, đúng rồi. Ghiền lại cho thần kinh. Cho nên đó là khi mà xin gì ta giúp chứ. Dạ đúng rồi. Không, ta không có biết. Hồi trước ta không có ai biết, không ai tin luôn. Không ai tin. Nhiều người không ai tin là Cường đi lượm lon để sống. Chỗ mà của em ở đó thì trong nhận xíu như đây là chỉ đủ một cái liều thôi. Nhưng mà khi mà cái liều mà em có đó, chính tại là em đi lượm lon mà bỏ tiền ra và mua đã là 50 đồng. 50 đồng cái liều nhiều khi á, rồi mua thêm một cái tấm bạc rồi cũng hết 10 đồng.
cái tấm bạc để mà mình phủ lên cái liều để mà cho tránh những cái trời mưa rồi tạt luôn, mà rồi mưa nó cũng dột vô. Rồi đó là bây giờ rồi, mà cho nên bây giờ là trong cái thâm tâm của em là phải cố gắng lên lấy lại mà những gì mình đã mất. Cho nên á, khi mà em gặp được chị Hằng rồi là coi như là em có đối chặt rất một câu rất là rõ ràng, em sẽ không làm được mất mặt. Nhưng mà em làm ở đây cái ngày em nghĩ là ngày thứ hai và thứ tư, thì là cái ngày nghỉ của em là do anh Thanh Lãnh đưa ra, là bắt buộc là em phải nghỉ hai cái ngày đó, 5, 6, 7 chủ nhật là phải là đi làm. Mà thường là ngày chủ nhật á, thứ bảy chủ nhật cuối tuần á, ui có đông lắm, có rất là đông luôn. Cho nên á, cho nên đó là khi mà tại vì cái việc đầu tiên mà của con làm đó là cái gắn gì cái máy lạnh này nè, máy lạnh này nè là nó không có hợp với con thư chú, nó không hợp. Tại vì làm được có 3 tuần lễ mà lắc đầu không hợp, thì chú phải chui xuống dưới cái hầm. Thường thường là mấy cái ống là nó đặt ở dưới cái hầm hoặc là ống đặt trên cái trần nhà. Nhưng mà cái đó thì con làm không có được. Nhưng mà khi mà con làm được 3 tuần lễ rồi thôi tự động là con nghỉ. Nhưng mà khi mà con vô đây làm được là cái hợp với công việc con là chỉ trong vòng 5 phút thôi mà con đã biết hết tất cả mọi thứ ở trong đây rồi. Là tại vì là hồi xưa đó, hồi con chưa có là vô cư đó, là con đã từng làm cái nhà hàng Kiên Giang nằm ở trên đường Monterey á, nó đối diện cái chỗ mà nghĩa địa đó, Kirchner á. Là tại vì cái nghề đó là cái nghề chạy bàn đó hợp với con thôi, nó không có làm cho mình suy nghĩ gì đó. Mình chỉ việc mình nhớ ở trong nhớ thì mình làm con số này nè, mình chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Thì đó là cho nên nó làm khi mà làm cái công việc này rồi là con thấy là con rất là thích. Tại vì đó là không có cái nghề nào mà con hiệp hợp, chỉ có cái nghề này thôi. Rồi đó là khi mà bắt đầu mà con thoát được khỏi được cái cảnh vô cư rồi đó, thì đó là lúc nào mà con gặp chị Hằng thì con cũng đừng nói chị Hằng đó là chị yên tâm, em phải không làm chị mất mặt đâu, chị cứ yên tâm, em không giống như những người khác. Con có nói rõ ràng, con lặp đi gặp lại cái câu nói này rất là nhiều lần. Tại vì á, chị giúp cho em được một chén cơm thì em phải trả chị lại 10 chén cơm, đúng không? Nó không còn... có trả cho chị. Không phải trả cho chị mà là trả cho những cái người mà họ đã giúp cho con. Chính xác. Tức là Hàng hiểu là thường nói không giúp cho Hàng, nhưng mà có dư thì đưa cho Hàng để giúp cho những người khác. Dạ. Thầy nói là coi như nó làm không có, như không có phụ lòng những cái khán giả yêu mến mà rồi. Tại vì lúc mà Hàng hồi trước đó thì mặc dù người ta không có tin Cường là vô gia cư, nhưng thực sự khi mà Hàng gặp Cường lần đầu tiên á, thì Hằng cũng tìm hiểu coi phải cái liều này là có dựng cảnh hay không. Cái đó là Hằng nói sự thật luôn. Tại khi nghe gọi á, thì đi xuống thì nhìn Cường thì mình cũng nhìn tới nhìn lui. Xong rồi Hằng cũng nhìn kỹ trong cái liều, trong cái cuộc sống, cái liều có sống hàng ngày hay không, hay là cái liều này là dựng cảnh. Cũng có nhiều trường hợp đâu biết chừng lợi dụng cái lòng của Mạnh Thường Quân, rồi họ dựng cái cảnh để cho Hằng quay những cái video lên để xin tiền Mạnh Thường Quân. Thì khi đó Hằng cũng tìm hiểu Cường một thời gian, Hằng mới nhìn qua nhìn lại cũng rất nhiều lần trong cái liều. Thì khi đó Cường chia sẻ cái video đó, rồi kế tiếp những cái video sau nữa thì cũng có rất nhiều Mạnh Thường Quân gửi tiền cho. Thì Hằng tìm hiểu kỹ thì xong Hằng mới trao những cái tiền của Mạnh Thường Quân giúp. Rồi cũng có cái người đầu tiên mà kêu Cường làm về điện lạnh là cũng Mạnh Thường Quân á. Thì anh Phương đem về cho, cũng có chỗ ăn chỗ ở cho, rồi làm được cũng tháng mấy, rồi việc nó không hợp. Rồi xong Cường mới nói với Hằng là Cường không làm được nghỉ, thì Hằng mới hỏi anh Thanh cho Cường làm ở đây. Đó thì thật sự khi tìm hiểu cái cuộc sống sự thật thì Hằng mới nhận những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân góp vô để cho Cường có cái cuộc sống ổn định. Bởi vì đó là khi mà lần đầu tiên mà con gặp chị đây á, là con ngồi ở trên cái bậc cầu thang ở cái nhà của người ta. Thì đó là con thấy là ông xã của chị đây chở chị đi vòng thì quắt cái tay, chở đi thêm một vòng nữa là hai vòng, thì đó là chị mới là đậu xe ở ngay cái trường học của cô. Thì đó là em có cái con nói chị đó là em là cái người gọi điện thoại cho chị nè, mà chị thấy chị nhìn kỹ thì nói chung bà không có tên, mà tại vì con ngồi ở trên cái bậc cầu thang ở nhà người ta, cái tánh ổng nói chuyện mà ai gặp đầu phải là nghi ngờ đó, phải tìm hiểu rồi có tin không á. Thì coi như em cũng tìm hiểu rồi, nhưng mà thì ok thấy, khi em nhìn trong cái liều ở á, có thực sự là mày ở đây mỗi ngày hay không, hay là mày giả bộ dựng cái cảnh cái liều thì nó khác đó. Cho nên mày biết nhưng mà là khi mà con ở đó, ở trong cái liều đó, thì nói chung là trời mưa thì nó có giọt, thì có đó là có sự thật. Nhưng mà lấy cái tấm bạc lên, nhưng mà ở dưới đất nước ụt lên thì cũng giống như là cái ống cống nó sình lên nữa, thì bắt cái đó là bắt buộc phải chịu rồi. Nhưng mà là người ta hỏi con là chỗ đi tắm ở chỗ nào, thì tôi trả lời rất là dễ dàng thôi,
phòng mà tập thể dục á, cái phòng tập gym, hai là mình ngủ 18 tháng người ta chỉ lấy có 20 hoặc 30 đồng tiền nước thôi, mà ta cần tắm hai lần một ngày. Thì người ta ra lệnh luôn là trước 15 phút là buổi sáng, 15 phút là buổi chiều, là 30 phút, là tháng là 20-30 đồng. Thì cho nên đó là con mới là đi lượm lon, không đi lượm lon rồi là con mới góp tiền đó, mới trả tiền, cái người mình phụ tiền nước cho người ta đó cô. Thì cho nên đó là còn cái chuyện mà giặt đồ thì người ta hỏi con giặt đồ ở đâu, là mấy cái tiệm giặt đồ bỏ 25 sen vô giặt thiếu gì. Nhưng mà là có nhiều người đó, người ta nghĩ rằng đó là con là thằng có xạo, nhưng mà nó không. Thì con nói rất là rõ ràng luôn là con ăn cơm chứ con phải là con ăn cất, con nói thẳng luôn. Cho nên á, khi mà con chị Hằng chỉ quay cho con cái clip thứ hai là con cũng nói rất chuyện rất là rõ ràng luôn, là cách đây khoảng 4 năm trước có một cái chị, có một cái gia đình đó là người Việt Nam, cho chỉ có 10 đồng cho con 10 đồng đúng ngay cái ngày 1 Tết là ở ngoài cái công viên, mà đến bây giờ con vẫn còn nhớ, cho đã thân bò chưa ra quyết định cái câu nói là tôi ghét những người Việt Nam, những người vô tư và mặt sinh tiền với tiền mua hút xì ke. Con cầm 10 đồng mà không trả lại, không lấy, cũng biết tự ái lắm, tự trọng lắm, cái bộ mặt người ta cho mình, người ta giúp mình thì mình rất là mừng, mang ơn, nhưng mà người ta nói vậy thôi, trả lại, thà bỏ công sức ra mới chừng một cái số. Bây giờ nếu mà cái chị cho 10 đồng thấy cường 3 cây với cường hột sòn như là nể phục rồi. Nể phục rồi. Nể phục rồi. Nhưng mà là nè, tại vì đó là mình phải là cố gắng lên cường, cố gắng lên chị, đâu có ai muốn là nằm ở ngoài đường mà trời mưa gió lạnh lẽo đâu. Rồi nửa đêm hôm khuya rồi, nói chung á là đi vệ sinh thì cũng không có cái chỗ để mà mình đi. Rồi nửa đêm hôm khuya rồi mình bị bệnh trúng gió trở trời, nói chung là bất thình lình lắm. Đâu có ai biết được, như còn ở mình ở ngoài đây, đâu có ai giúp con đâu. Nửa đêm hôm khuya con bị bệnh rồi ai giúp, bắt buộc mình cứ tự động rồi 911 chở mình vô trong bệnh viện cấp cứu rồi. Tại vì á, người ta hỏi con á là cái điện thoại xài sao, thì trả lời con là xin, chỉ là đi xin Obama đó. Có xin thì cô biết cái dòng điện thoại mà cô xin á, đâu có gọi được đâu, lúc thì được, lúc thì không được. Cho nên đó là khi mà con đi làm, cái lần đầu tiên là con đi làm cho anh Phương, là làm gì mấy cái điện lạnh á, thì đó là bắt đầu á là con mới có tiền của Mạnh Thường Quân giúp, bắt đầu con mới mua cái điện thoại là Samsung con xài. Rồi đó là khi mà con cố gắng lên, thì cho nên bây giờ con đỡ khổ. Thôi ăn bây giờ là ba cây vàng đó cất ở đâu? Thì dạ cất nhà ba rồi, không cài được. Học tủ cho nhà ba. Biết cái đó buồn lắm, tiền là không lỗi đồng. Cái gì cũng biết cái đó buồn. Rồi ai chỉ anh Thường như hột xoàn vậy? Tự động mua. Chỉ hả? Dạ. Tại người ta bán, người ta có bắt mắt bắt lẻ biết không? Dạ không, tại vì đó là nhà hột xoàn đó là của CIA. Cái gì? Dạ, ở trong đó là nó có những cái con số, ví dụ số 1, 2, 3, 4, 5, 9. Không phải coi có số gì đâu. Biết. Coi vô trong cái kính, kính vi á. Biết coi chính hiển vi, đúng có số trong cái hộp mới mua. Không ai gạt được, bán không giả đâu. Mua là con có giấy tờ đàng hoàng con. Vậy là thường bảo lãnh vợ con qua được rồi. Trời ơi, con thì là con cũng muốn đi về thăm giống với tại chị. Tùy đâu, trong những thời gian mà con là vô cư, tùy đâu con về, con hỏi con. Thì đó là nè, mỗi tuần lễ, mỗi tháng cho nó con 100 đồng lúc mà vô cư. Nhưng mà thì bây giờ bắt được giờ mỗi tháng cũng cho nó 300 đồng. Giờ ngon hơn cho 300 đồng. Tại vì á, nó giờ đã học lớp 3 rồi. Học lớp 3 thì cho nên đó là cái tiền học đóng thì nó rất là mắc, nhưng nó không có rẻ. Rồi lớp nào cô mới cho nó ăn mỗi ngày nữa, rồi rất là mua quần áo, giày, dép, cặp táp, nói chung là đủ thứ á. Chứ nó đâu có giống như ở bên này mà mình đi học phi đâu, con bên Việt Nam thì thủ tục đầu tiên. Ở Việt Nam ở dưới quê mà 300 đô tháng cả 10 triệu rồi cũng dưới quê rồi. Ngon lắm rồi, sống như sức rồi. Coi như là 300 đô ở Việt Nam mới được khoảng hơn 7 triệu đồng. Cái gì vậy? Phải không? Hơn 7 triệu, hơn 10 triệu. Ồ, vậy hả? Hơn 7 triệu đồng. 7 triệu đồng rồi đóng tiền trường thì cũng hết 2 triệu mấy, gần 3 triệu rồi. Rồi lớp nào cô phải mua sách vở, viết, bút chì, quần áo, giày dép. Nhưng mà còn mấy cái đồ mà mỹ phẩm thì ở bên đây thì con gửi về luôn. Cho. Cái đó cho vợ, cái đó cho con. Cho cả hai cục nợ luôn. Hai cục nợ. Coi như giờ cũng có biết gửi đồ về. Nếu mà vậy là giờ. Người quá tốt. Dạ không, dạ ok lắm. Ok lắm, coi như là có ý chí vươn lên lắm mới được như vậy. Rất là may mắn mới gặp. Giờ đúng rồi. Đó thì từ lúc mà không có gặp được hẳn biết cuộc đời vẫn còn dắt em còn ở trong biệt thự quá. Có nợ không? Có nợ không? Nếu cái chung á là này chị yêu mắc nợ em. Dạ. Nên em mới gặp mặt chị yêu. Dạ, bắt chị rõ ràng chứ không phải là duyên nợ. Không phải duyên nợ.
nói chung cái gì cũng là do duyên nợ là cái anh ơi không dùng chung vậy thôi, không biết dùng từ, không biết dùng chung. Thì đó là cô Như đó là làm ở đây á, nói chung á là ông chủ ông cũng thương những người mà gọi là anh chị em vô tư, ai muốn đứng lên tôi cũng sẽ cho đứng lên, ai muốn xuống thì anh cho xuống. Mong mà nói chuyện rồi hả, nhanh dữ vậy? Không, không bằng nữa là chút bữa dịp cơ mà nói chuyện nhiều quá nó nguội hết rồi. Không, không sao, coi như đó là tại vì đó là ảnh quy định đó là trong chuyện ở trong đây cái gì cũng là không có chừa bất cứ một cái thứ gì. Mình mà thì ta đang làm chủ thì người ta lớn lên hơn mình rồi, mình là người làm sao mình lớn lên hơn người ta được, thì người ta kêu mình rửa cầu tiêu mình phải rửa, mình cãi một cái thôi rồi mai em đi ra ngoài tiệm anh có, tại vì công việc làm nhà hàng là phải làm chung hết, ai cũng làm vậy yeah. Thích hơn nhau, cái đó là bắt buộc mình phải làm, cho nên đó là con đó là không có trường cái nào hết. Quan trọng mình chịu khó, khó mình không mình ở được lâu dạ, mình không có ngại mấy cái công việc rồi 3 giờ rồi vô bấm thẻ đó, đó cũng bấm thẻ, nói chung là chịu khó Cường đó, nó chịu khó yeah. Nói chuyện ít chuyện ghê rồi, chuyện khôn cũng quá trời khôn, không có vừa gì đâu. Dạ, ít chuyện rất là thông minh lắm đó. Dạ. Chứ không phải ấy là tại vì cái bị chắc mổ cái đầu. Cái đầu của mình là nó hơi khác một chút xíu thôi. Dạ. Đôi khi thì nghĩ rất là quyết, đôi khi nghĩ không được. Dạ. Không thì lúc đầu á thì giống như em nó kể là đưa ba mẹ về Việt Nam rồi ba mẹ mất ở bên đó luôn, thì coi như nó bơ vơ bên đó, nó phải ở Việt Nam nó đi làm mướn một năm trời để nó kiếm tiền nó mua vé máy bay về đây. Qua đây lâu rồi hả? Nó qua hồi lúc mười mấy tuổi qua chung với ba mẹ. Ra rồi nó cũng tịch thủy còn giữ giấy tờ qua đây là bà chủ cho hả? Cái ba trong nhà bếp chắc cho gia đình ăn, cho giống như trong bếp ăn, nhân viên ăn. Ăn rồi xong rút thêm cục dưa hấu bự. Rồi xong rồi cái về chiều có cơm từ thiện của chú Khôi ăn nữa. Ở đây làm á, mình chịu khó là chịu thương lắm. Không cho đổi đâu, cứ đặt cái bụng bụng bự luôn. Thì đúng rồi mà. Lịch bông này cái miếng dưa hấu nữa. Đó, mấy anh em này quan trọng là chịu khó đó, thì có những nhà hảo tâm giúp cho việc làm nên phải chịu khó, phải chịu đi làm vậy đó. Chứ giờ không chịu đi làm thì cũng thua thôi chứ thua thôi không có đâu có ai mà nuôi đâu, mình giúp cho họ đứng lên chứ không phải là đúng rồi mà dạ không ai hết được tùy cái người đó dạ đúng lúc rồi. Rồi mà con gặp mặt cô á là trên tay của con á là cầm cái bằng nước thịt mỡ là cái bát bò ở chị lúc đó là con là biết định là trong sạch. Tại vì thường thường cô biết ở Mỹ này á, lý lịch và sống là mình đâu có được lấy cái thứ đó. Đúng không con? Cho nên nó là lý lịch, nội lực cần thật. Lúc hồi mà con muốn xin cái loại mà phiếu thực phẩm á, phiếu tem á, tức là cái Medicare á, đâu có được. Đâu có địa chỉ nhà đâu xin. Nhưng mà bây giờ là có rồi cho nên là phải xin. Rồi con renew cái passport của con kia. Được rồi. Rồi renew lại luôn rồi hả? Dạ. Thêm 10 năm nữa phải không? Đúng vậy con. Rồi ráng con ráng đi làm đi. Có tiền là... lương á, rồi cái mình đóng thuế nhà nước cái mình đảo lãnh con mình qua này, cái tương lai nó tốt hơn. Dạ đúng rồi con. Thì ở làm cũng rất là nhiều ở ở Mỏ Cày Bắc từ trước. Mỏ Cày Bắc hả? Dạ. Mỏ Cày Bắc. Thì ở là coi như là từ cầu Hàm Luông. Cầu Hàm Luông thì là chú đi thẳng lên chút xíu nữa, khoảng chừng 2-3 cây số nữa thì gặp là cầu Cái Cấm. Thì cầu Cái Cấm á thì là quẹo tay mặt thì đến xã Tân An. Dạ. Thì là tại vì cái vùng mà Bến Tre chú cũng biết nhiều như Tiên Thủy rồi Bến Tre làm gì có Tiên Thủy chú qua khỏi ấy là quẹo tay mặt là đi dùng Tiên Thủy Bình Đại Ba Tri Thành Ba Tri Bình Đại Thành Phố đúng không? Nhưng mà ở dưới đó đó ở dưới đó nó nổi tiếng con cái là biển Thành Phú chú chuẩn thành đến đó là tắm biển rồi trả luôn. Còn là gái ở Bến Tre. Rồi giờ về bệnh mà muốn kiếm người vợ khác nữa không hay là không? Thôi. Bây giờ con nghĩ lại là nếu như mà thằng con của con nó mà là con ruột á là bắt buộc con làm cha, thì sau này con cũng có già cũng là chức được làm ông nội. Trời thì bắt buộc là mình phải có cái trách nhiệm mà như nếu như là ngay chỗ nhà hàng nổi hồi xưa đó. Được cái đó thì tôi hỏi con cũng hỏi một. Nhưng mà từ Mỏ Cày đi ra đó đâu bao nhiêu 30 cây số chứ mấy. Trời. Chắc là Cường cái ở trong cái chỗ vùng quê không sao, ngoài không sao tại vì khi về đó
thì chú chỉ nói sơ là em chú nó làm ở đó, hiện giờ em nó là vẫn vẫn làm ở đó. Tại vì ở đây là ở ở Mỏ Cày Bắc ở tỉnh Bến Tre thì là nó cũng rất là nó cũng rộng lớn. Bây giờ là cầu chứ đâu có còn đúng rồi phà thì nữa. Ở là bây giờ là hồi xưa là phà Đặt Miễu thì bây giờ là cầu Đặt Miễu rồi. Đó là phà Hàm Luông, bây giờ là cầu Hàm Luông rồi. Thì bây giờ mọi thứ là nó thay đổi hoàn toàn 100% bây giờ làm sao Bến Tre phát triển tốt lắm á. Cô chú vậy là chú có xuống Cà Mau rồi à, biết Cà Mau không? Tức là chú xuống nhiều tại vì hồi xưa chú sản xuất về quần áo thời trang á, nên là chú đi khắp các tỉnh nào cũng biết, Bến Tre cũng làm, Cà Mau cũng làm nhiều, bỏ mối quần áo thời trang hồi xưa. Thành ra trước khi qua đây cô nói chú là đi học nghề hớt tóc làm nail chứ không là chú nhất định phải làm hàng. Thích làm hàng, dạ đúng rồi. Còn Việt Nam hồi xưa nhiều người qua thì cũng làm về nghề nail. Không, cái nghề nail là một cái, nó cũng là một cái nghề nhưng mà hầu như đa số người Việt mình thành công rồi cái nghề nail. Dạ. Mình cũng dạ, đúng rồi. Rất trân trọng cái chuyện đó. Cái nghề nail người Việt mình thành công. Dạ, thành công rất nhiều. Những cái chủ tiệm lớn này kia ở các tiệm mang là có những người thành triệu phú về. Dạ dạ đúng rồi. Thành ra mình trân trọng cái chuyện đó. Nhưng mà giống như là mình một cái sở thích để mà như cô đây cũng là chuyên về nhà hàng. Dạ. Ăn uống nấu ăn là giỏi lắm. Dạ. Thành ra cô vậy không là cô cũng nấu ăn chắc giỏi hả cô? Dạ. Mình không dám tự hào. Thực sự á, không phải khen gì chứ là cô là nhiều khi biết kinh. Ăn ở ngoài á, không phải cô biết. Dạ đúng hàng rồi. Hàng tuần cô đều nấu những cái món này, món kia nấu riết ăn. Giống như ăn chứ mà chú sợ nhất là cô nghỉ trên tuần là chú mệt. Biết sao? Là chú phải làm thế tăng ký. Tăng ký này ăn nhiều. Cô ngồi nhà làm tùm lum bánh trái đồ nó thế đó kia. Ai ăn, mấy người ai ăn. Chú phải ăn. Dạ. Tăng ký, mà là lớn tuổi tăng ký rồi. Dạ, tăng ký mất công mà mình bị cao máu. Dạ. 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 Cô uống nước không? Cô biết. Thêm nước nữa không? Không thêm nước nha. Chú ok, rồi thôi vậy thì bây giờ chắc cô chú với anh Nhị muốn đi vòng vòng thì đi lên bây giờ đi thăm cái cầu San Francisco đi. Đã 10 năm nay rồi. Tạm biệt quý khán giả đang xem kênh của Hàng Cực Ly nha. Chúc tất cả các quý vị một ngày vui vẻ, nhiều sức khỏe, an lành. Giữ gìn sức khỏe mọi người ở Việt Nam, dân Việt Nam ba miền giữ gìn sức khỏe nha, vượt qua Covid nha. Dạ, ok rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hàng. Cảm ơn anh chị luôn. Cảm ơn Cực Ly nhiều nha. Dạ, ok. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn nè. Rồi bây giờ tới thì giả cô chú luôn ha. Ok rồi, cảm ơn Hàng nha. Dạ. Hứa khi nào mà cô qua bên đây thì chắc chắn nào cô muốn đi bảo rằng để gặp con dịp Noel. Noel thì cô cũng qua. Cô đâu có đi được đâu, dịp lễ Tết, tại vì cái lễ là cô khó đi. Đúng rồi, dịp lễ nhà đã phải qua đây đi mấy chỗ khác, đi Florida chơi rồi đi chỗ này chỗ kia chơi vậy đó. Hy vọng nhà nó sẽ gặp. Rồi con cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Có dịp qua thì nhất định con sẽ gặp lại cô chú với lại chị Hoàng với anh Michael ha. Dạ. Ok. Dạ, hy vọng một ngày anh em gặp nhau. Dạ. Nhất định nếu có dịp em sẽ qua Atlanta gặp anh chị với cô chú để cho biết. Hồi đó giờ Atlanta em chưa có đi lần nào. Mà chắc cũng có thể. Dạ ok rồi. Bye bye. Yêu. Rồi chào tạm biệt mọi người. Ok bye em. Dạ bye bye cô chú. Dạ, bye.